Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Lộc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại Đa Vũ Trụ Skibidi Toilet tập 22. Tôi nhắc lại về một chút tập trước thì là quân đồng minh đã tìm thấy cái căn cứ số 2 của bọn Skibidi Toilet. Và ý định của bọn Skibidi Toilet là sử dụng căn cứ số 2 để đánh bom hủy diệt tổng bộ chỉ huy của quân đồng minh nha. Và ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo trong tập 22. Theo tôi đoán thì đây chính là cái nút bấm để khởi động vũ khí hủy diệt hàng loạt trong căn cứ số 2 của bọn Skibidi Toilet. Ở bên ngoài căn cứ số 2 thì đang có một trận chiến vô cùng ác liệt giữa quân đồng minh và bọn Skibidi Toilet. Một căn cứ này nó nằm ở trong một cái hẻm núi các bro ạ. Đúng là căn cứ số 2 rồi. Skibidi Base 2 này các bro. Oh my, một trận chiến kinh thiên động địa, có cả con toilet UFO. Và sao tôi thấy ông nào cũng đi khập khiễng vậy? Mà toilet chỉ biết bắn vào chân thì các bạn. Đấy, ông nào cũng đi khập khiễng luôn. Tôi bây giờ thì thấy mấy ông đi khập khiễng rồi nhá. Oh shit. Anh camera POV bị con toilet chân nhện nó đâm thủng người các bro. Nó bị trúng một phát đinh. Oh my god. Đến từ súng bắn đinh của anh máy khoan men. Đỉnh của chóp anh ơi, đỉnh của chóp. Anh la máy khoan men có 4 cái vòi bạch tuộc. Siêu khỏe luôn. Ô mày, anh máy khoan men bộc vệ. Này, các anh máy khoan men nào. Mấy các anh cameraman bị thương quay trở về để trị thương. Mà sao hai ông máy khoan men này toàn có chơi đấm tay vậy? Vũ khí các anh đâu? Trời ơi. Mà anh Duck Speakerman trong phiên bản đa vũ trụ nhìn gầy dơ xương vậy. Ốm ăn à anh? Nhìn thiếu dinh dưỡng. Nhìn rõ ốm ăn luôn. What the hell? Toilet kinh dị. Hai mắt nó như kiểu là hai quả bóng gôn. Không rồi, nó hút được người vào trong bụng kìa. Con này toilet máy nghiền thịt các bro ạ. Nó bắt các anh cameraman với các anh speakerman vào trong bụng để nó nghiền thịt. Ôi Duck Speakerman, anh được giải cứu bởi Speakerman Titan. Ủa anh đang trị thương mà giáp anh đâu? Khổ tôi, đã trị thương xong đâu, súng còn chưa sửa xong nữa mà đã đi đánh nhau rồi. Rồi anh chơi đấm tay luôn. Anh giật súng ra nhét vào bụng thời lấy kinh dị, sau đó hét vào tai nó. Ok, what the hell. Rồi xong, bọn toilet này nó toàn cài bom liều chết ở trong người rồi. Vừa mới sửa xong, còn chưa kịp sửa xong thì báo luôn. Con toilet nào cũng có bom trong người cũng rồi. Bọn này nó chơi cái trò hiến mạng. Kỹ năng ngừng động thời gian của chị đồng hồ Woman. Oh my, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào. Em chào chị nhá. Căn hầm chứa tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của bọn Skibidi Toilet. Chỉ còn 1 phút nữa thôi. Thôi không kịp rồi. Xong rồi, ăn shit rồi. Tên lửa sao mà sao bọn Skibidi Toilet nó có tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân các bro? Bọn này nó chơi đâu lắm đâu, vũ khí xịn thế. Chị đồng hồ Woman truyền năng lượng tình yêu cho anh cameraman. Truyền vào tim anh cameraman. Holy shit. Thì ra năng lượng tình yêu của chị đồng hồ Woman chính là huyết thanh siêu chính mình, biến anh cameraman thành siêu nhân. Cố lên anh, kịp rồi. What? Một lá chắn màu xanh hiện lên bảo vệ nút bấm, đánh bật anh cameraman rồi. Hết cứu. Hết cứu. Tên lửa đã được kích hoạt và phóng lên. Ô 7. Vĩnh biệt tất cả các anh quân đồng minh. Thất bại của quân đồng minh chính là đây. Cơ quan đầu não đã bị đánh bom hủy diệt hàng loạt. Cái gì vậy? Hình như là anh máy khoan men sao bro ạ? Ôi máy khoan men thật thế. À anh máy khoan men có thể chui từ dưới lòng đất lên. Xịn xịn xịn. Ủa mà sao tên lửa bắn đi rồi sao lại chui ngược lại lỗ được?
thì ra là anh mấy khoan mê từ tận cái tập này cơ bro. Anh kiên trì mấy khoan từ căn cứ này sang tận căn cứ kia luôn. Không biết anh khoan mất bao nhiêu ngày. Anh khoan kiên trì vậy. Thì ra anh không vô dụng cơ bro ạ. Tất cả chúng ta đã hiểu lầm anh mấy khoan men. Các bro hãy bình luận chữ F để respect cái nỗ lực tuyệt vời của anh mấy khoan men. Rồi anh này tiếp tục khoan đi đâu đây? Ê, chị đồng hồ của mình. Chị xinh quá chị ơi. Không biết thằng nào đó đang cầm một cái máy tính bảng có anh. Máy khoan men Titan quỷ địa ngục. À thì ra là cái bà màu tím này. Để nghe xem bà nói gì nhá. Thật là một con quái vật tuyệt đẹp. Tao nghĩ là tao mới tìm được cái món đồ chơi yêu thích mới. Một thằng vệ sĩ toilet đi đến báo cáo tình hình. Chuyện gì vậy? Căn cứ số 2 đã bị tấn công nát bét rồi chị ạ. Đừng có lo lắng. Tao đã đoán trước được cái sự thất bại của chúng mày. Tao đã kiểm soát được cái thiết bị rồi. What the hell? À thiết bị ở trong đồng hồ hay sao các pro ạ? Con mụ này nó kiểm soát được cái thiết bị trong đồng hồ. Nó sử dụng cái tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân để đánh lạc hướng thôi. Now they believe the emergency message was sent from an ally. Vậy bây giờ chúng nó đã tin được cái tin nhắn khẩn cấp đến từ quân đồng minh. À cái tin nhắn khẩn cấp đến từ quân đồng minh là cái con mụ này nó gửi các pro ạ. Nó con mụ này nó gửi chứ không phải là người trong quân đồng minh gửi. Cái chuyện này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tiến hành những cái bước tiếp theo. Có nghĩa là những cái bước tiếp theo sẽ tiến hành được dễ dàng hơn bao giờ hết các bro ạ. Con mụ này không biết là nó, con mụ này không biết có phải là cái chùm cuối chưa mà nó nói những cái thuật ngữ rất là khó hiểu. Không biết là âm mưu cái gì đây. Mà cứ như kiểu nó kiểm soát mọi thứ các bro ạ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì nhớ like, đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo nha. Giờ thì tạm biệt.